được phát động từ tháng 6 năm 2020. Đến nay, mô hình Góp Xanh Thanh Niên do Thành đoàn Đà Nẵng triển khai đã được nhân rộng tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, đã góp phần đem lại những không gian mở thân thiện trong cộng đồng dân cư. Giữ khu đất trống ô nhiễm môi trường, nhận điểm tập kết rác không đúng quy định. Dưới bàn tay sự nhiệt huyết và sáng tạo của các bạn đoàn viên thanh niên đã trở thành những không gian mở thân thiện, tươi xanh với nhiều tiện ích tại các khu dân cư. Mình sẽ bảo quản, duy trì mô hình và trong thời gian đấy thì tuổi trẻ phường Hội Bắc sẽ tiếp tục ra quân xây dựng thêm các góc xanh thanh niên để bảo vệ, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn phường. Thành đoàn Đà Nẵng cho biết sau 5 tháng phát động, đã có 7 công trình góc xanh thanh niên được triển khai đi vào hoạt động, qua đó góp phần nhân rộng các thiết chế văn hóa cho người dân và thanh thiếu nhi tại các khu dân cư, cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương. Sau khi mà có cái mô hình này thì cái khu vực này thì nói chung là tập trung về cái môi trường, dọn vệ sinh sạch sẽ ở trong môi trường và các cháu là rất là hâm mộ, và bà con nhân dân ở khu dân cư ở đây thì cũng rất là cũng mong muốn như thế này để phát triển nhanh lên nữa cho các cháu ở tập trung ở đây, người ta vui chơi cho nó được tốt hơn. Về cái việc mà triển khai góc xanh thanh niên thì cũng nhằm để cho mà chúng ta cải tạo lại cái khu đất trống, những cái địa điểm mà tập kết rác ô nhiễm môi trường để biến thành những cái điểm sinh hoạt vui chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn của các đơn vị quận huyện như xã phường. Và cái cuộc thi góc xanh thanh niên này thì cũng hướng đến một cái việc chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời thì tạo ra cái sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong thời gian sắp đến. Các công trình góc xanh thanh niên sau khi được hoàn thành sẽ được bàn giao cho đoàn phường tại cơ sở để bảo quản và phát triển thêm các tiện ích. Thành đoàn cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực để nhân rộng thêm các góc xanh như thế này, trong đó khuyến khích tận dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, các vật dụng tái chế từ rác và vật liệu phế thải, đảm bảo duy trì và phát triển các mô hình theo hướng bền vững, lâu dài.